Vợ thằng Hiếu này. Ông nào ông đi mình ngủ ông trong rửa tay đi ông cứ đánh lên rửa cái vòng lại. Thì nghe con ăn thử đấy. Thế là ông đi mà tao cứ cho về cái lõi mặt này đây đi làm xe đi mà bán đấy. Mình nhớ rồi. Đi ăn thử tế đi con. Như là mặt sao sức ấy. Như này. Như. Như thôi ơi. Nó này đốt đẹp đấy. Đối phó hiệu quả trước những diễn biến phức tạp của kinh tế thế giới và trong nước. Phương ơi. Bảo đảm duy trì tăng trưởng hợp lý, giữ vững ổn định chính trị, phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế. Như ơi. Tắt lại. Lại bỏ cái bộ áo xuống. Cho
Đưa và để nó xuống đã một tí đã. Để xuống đất nó có hơi nó mới lên được gì. Xuống đất. Ôi giời, là thiệt trời thế. Đi dốc.
đi chuẩn bị xuống ăn cơm này. Cơm 11 giờ rồi đấy. 12 giờ hơn đi rồi. Quỳ xuống, vái đi, vái đi. Chắp tay Nam Mô rồi đi xuống thôi. Ra vái đi, đi xuống thôi. Ra vái đi, dậy dậy Nam Mô đi. Thôi. Người. Thôi được rồi. Vái đi, ngồi vái đi. Ngồi vái đi. Hả? Con kéo lên nhá. Thì chắp tay vái đi, để lại phát đi. Con chào đi. Con mẹ con gặp nó à? Mua kẹo mút lên là các cháu móc ra. Anh cứ làm từ 3 đến 3 giờ. Chơi từ 11 giờ đến 3 giờ. Lúc đấy trong phòng không khí nó không mức mà thấp quá như này. 25 đến 28 độ đỡ hơn. Thì nó mặc không anh được. Đêm rồi đạp đạp sàn của này đạp sàn kính. Thank you.
đen đấy. Không năm nào cũng về đi tết to. Ông là kiểu ông năm mừng tuổi bác à? Năm chẳng thấy mừng tuổi bác gì cả. Hả? Năm nhiều tiền chẳng mừng tuổi bác gì cả. Hả? Năm nhiều tiền mà không mừng tuổi bác nhỉ? Như mừng tuổi bố à? Như mừng tuổi bố chưa? Như vào năm mới. Con mừng tuổi bố Quỳnh sang năm mạnh khỏe. Đẻ em bé cho con bé. Mẹ đẻ em bé nhá. Nhá mẹ đẻ nhá. Ừ, mẹ đẻ đây. Em bé của mẹ trong phòng này nó đây. Năm ai mừng tuổi bác đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cháo cho ăn. Em à, đuổi em à, cho em chơi với. Đây, các chị chơi em nhé, chơi em nhé, em đón anh nhỉ. Kéo kẹp tay đấy, kéo kẹp tay đấy. Tuấn Anh à, quay em đi con. Tuấn Anh chào bác chưa? Tuấn Anh à? Bye.
tập thể hình nhé. Nó ngã anh, đỡ 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 em con, đỡ em. Ê, ông em mồm cắn bẩn con. Không. Bà bác. Bác Quỳnh. À, bác Quỳnh đi. Tuấn Anh. Tuấn Anh ơi. Tuấn Anh ơi. Tuấn Anh. Chị em sao được? Chị em sao được? Đừng nói mỏ mà.
thế lực, không nội được cảnh sát thì nên chẳng có thế lực. Đấy, toàn dùng kiếm với súng thôi. Chú ấy vào và hết video nhá. Hả? Không nhiều. Loan này chú ơi, cho nó tiện. Tuấn nó xem đi, đúng không? Để cho bố Tuấn bố xem nhá. Căn vô đấy mà. Căn. Nó bỏ cảnh như thế. Sáng mai ra nhà ông trường tí nhá. Nông ngoan này thu hoạch được nhiều không? Được nhiều. Hả, được bao nhiêu rồi? 1 triệu. 1 triệu mấy? 1 triệu. Sao được 1 triệu mấy á? 1 triệu 900 ít thế. 1 triệu 4 này 1 triệu 4 đấy, đi trên nhau. Con hiểu đầy 10 nhiều đấy mà. Con đấy cháu. Không cần mình gọi đâu. Không cần nữa. Lẽ ra con muốn ở lại chăm sóc lão gia và phu nhân. Lại bị quá tiện làm con. Lão gia cô ấy khích miệng chỉ cho con.
Chân á? Ba ngày không thay tất thì chẳng thế. Kéo nghe Uyên. Uyên quý bác không? Quý. Thế con không mua gì cho bác à? Bố không mua. Hả? Bố mua hả? À? Thế nọ con bảo con mua gì tặng bác mà không mua à? Bố là không mua gì đâu. Bố bây giờ nhà con hết tiền rồi. Nhà con hết tiền. Rồi anh. Rồi anh. Rồi anh. Bin 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 bin. Bin bin bin. Áo đẹp rồi, áo đẹp rồi. Bin bin này. Bin là đen này. Cậu cười. Ê, đi là đen. Mặc cái gì nó ra áo đỏ hết rồi Duy. Tuấn Anh. Hết áo chụp quả bóng rồi. Đây này, đỏ hết áo rồi. Cô Bin. Cô Bin. Đứng lồi ra đây Bin. Nhìn ra, nhìn ra bác Phụng không mà con? Uyên nhìn ra bác Phụng. Chứ đừng nhìn ra bác Quỳnh, nhìn bác Phụng chụp ảnh. Như nhìn chú Phụng nhé. Đến thôi à, góc không xấu lắm. Nguyên này, Nguyên hát cho bác quay bài. Nguyên hát đi. Hát bác quay vậy thì... Nguyên, như vậy em Nguyên ơi. Đây kiểu bố quay kìa. Ba chị em cầm tay nhau, bố chị em cầm tay nhau vậy. Bố bắt ra lát tùm ai đi. Con chim hót trên cành cây. Em ta trường đấy. Uyên hát đi bà. Con chim nào. Trên cành hát là ai đi. Hát phải con chim nào. Ừ, con chim non đi. Yên thối câu nhiều cá thế nhỉ? Sinh ra. Yên thối câu nhiều cá nhỉ? Yên thối ơi. Ôi. Chân này là không đúng. Yo! Ôi, no, no. Nhưng cái thời tớ ở Sài Gòn ra. Đây, đây, đây. 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 Đ
Đây. Không chơi em nữa. Không. Bạn hãy kể ra 5 nhân vật đã cùng tham gia nhổ củ cải trong truyện cổ tích nước ngoài nhổ củ cải. Và câu đầu tiên ở trong bài này là nhổ cải lên, đúng không ạ? Và 20 giây dành cho bạn Linh bắt đầu. Đúng này nhỉ? Bà lão. Nè. Con mèo. Dạ. Con hổ. Không có con hổ. Đó, đã tham gia vào việc nhổ củ cải. Đó là con chó. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình đối mặt. Chương trình đối mặt trước đây. Và bây giờ sẽ là một phần chơi vô cùng đúng đắn các bạn. Chú ơi. Về Nam Định ta đi hồi nền chân, nghe tiếng trống năm xưa đã còn vang. Về Nam Định ta đi hồi nền chân, chân nước đào đáy bước lời thề. Quê nhà một màu xanh mãi mãi, một mùa thu yên vui thanh bình. Đang từng tiếng bạc đang vui hồi để dăm lộc vương quê cha vườn rau ao cá. Người đã ra đi tài ba lối lạc, kiếp bạc khôn sơn in dấu chân về. Mùa thu hiền đang bàn tay bay gọi tổ quốc yêu thương thương hồ bên người. Con sông nào vẫn rì rào ca hát hồ vì xuyên sâu lắng sâu từ bao giờ. Đất thanh nam yêu thương biết mấy ngày hồi đền chân dồn dã muôn nơi. Ta nắm tay nhau đi hồi hồi đền chân, nghe tiếng trống năm xưa đã còn vang. Về Nam Định ta đi hồi đền chân, chân hướng đào đáy bước lời thề nước non. Con đi bên cha mẹ đi bên con, thắp nén hương thơm ơn người công đức giữ cho quê. Lộc vương quê cha vườn rau ao cá, người đã xa đi tài ba lối lạc, kiếp bạc côn sơn in dấu.
thu. Ta nhớ mùa thu xưa như nơi Ba Đình lịch sử. Mùa thu, ta nhớ mùa thu ấy, đất Thành Nam yêu thương biết mấy thiên trường xưa, Trần Quốc tuôn oai hùng, Tường Đông hiên ngang ban ngày bay hỏi. Tổ quốc yêu thương hương bồ bên người, con sông nào vẫn gì rào ca hát, hồ bị xuyên sâu lắng sâu từ bao giờ. Đất Thành Nam yêu thương biết mấy, ngày hội đèn chân rộn rã muôn nơi, ta nắm tay nhau đi hội đền chân, ta nắm bây giờ đi ơn lên cùng đi ơn lên đưa con Việt Nam ta vững bền dù bố hộ chứ nói mà mình có rồi chứ nó nhầm ngất ngây tình hoa ý xuân chan hòa cánh tiên tươi xếp vui bên hoa hương hoa mây nhanh đưa ra xa sắc thắm cánh bướm không phôi pha hoa thêm xinh tươi vương vô ca không gian như xuân ông bướm. Về đây kính rồi. Như à. Bà nhìn. Bé muốn về Việt Nam. Đấy thì nhìn nó gặp chị nó đẹp tổng em đã. Chị ơi, mày xuống nhà con Hoàng Quân ba cao dài mà trẻ đẹp cực luôn. Mặc đấy, kiểu như mặc khỏi phải mua về nhá. Mua đây nhỉ? Đẹp hơn cái nhìn. Đó gì nhỉ? Đúng rồi. Áo ra thì mỗi tuần đúng rồi. Bền thôi. Đúng bền thôi, chứ tỉ. Áo ra đây, áo gì? Kẹp mọi người mà chưa chia sách. Mấy con mày hả? Báo bật đèn á, mày bật đèn lên, bật cái đèn á. Dạ quá. Ông bật cái đôi đi. Ba cây nhanh. Ông mẹ, năm mới mừng anh ông mạnh khỏe nhá.
không chú à? Xin cụ đây. Cay rồi. Làm là quay cho ai xem? Quay gửi vào trong trại bố mà xem. Trần Đức Duy. Chào nhá. Ơi, đi vào bà Nhung bế là gì? Ở nhà ông anh nào. Máy này cơ, máy nó không chụp ảnh được. Đây. Đây là người lớn chưa?
bậc hồ dê. Đúng rồi, bà hay thế. Nó giống giống bà cô nó thôi. Nó giống mấy cái này này. Vâng, mấy cái cô nó về nó bà khóc đã không bố. Đúng mấy cái này không bố đẹp tay. Bố xấu bỏ mẹ. Đây ạ. Đây ạ. Không, đây ạ. Ai mà đâu nó nhỏ vậy. Giống mấy cái xin bà. Mấy cái cô mà các con hè. Máy này nó không nét lắm, máy mili nó máy nghề nó mới nó mới chuẩn rồi. Rồi thôi được rồi, thôi được rồi, thôi được rồi. Quay gì đó bóng ở đâu ra vậy, bóng ở đâu ra vậy, tổng rồi lắp vào trong anh đi. Đã đi. Răn đi. Thank you.
kiểu đấy, không, kiểu đấy, đấy không quét đâu. Như Uyên ơi. Yeah.
Em ơi em ơi, ở Bắc Quỳnh ơi, có thèm không em ơi? Ê hân hôn đi, hân hôn đi Tuấn Anh.
Thank you.